Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới bảo hành cháy nổ đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000 vô địch tầm giá đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại vô cùng hấp dẫn ở trong cái phân khúc giá chỉ loanh quanh tầm khoảng trên dưới 3,5 triệu tại Clickbuy mà thôi. Ở bên tay trái của mình đó chính là chiếc điện thoại Realme Q. Chiếc điện thoại có thể coi là có con chip mạnh nhất ở trong phân khúc hàng mới tinh dưới 3,5 triệu. Đấy là con chip Snapdragon 712. Còn ở bên tay phải của mình, đấy chính là con điện thoại Realme X. Chiếc điện thoại mà có camera thò thụt rẻ nhất trong phân khúc hàng sách tay nha các bạn nhé. Cái dòng này thì chỉ có mức giá là khoảng cũng chỉ loanh quanh tầm trên dưới 3,5 triệu thôi. Đấy, hôm nay thì mình sẽ có một cái bài so sánh hai sản này với nhau để xem là sản phẩm nào mới thực sự đáng mua hơn. Lần trước ấy thì trong rất nhiều những số tư vấn điện thoại thì mình cũng đã tư vấn nói thật là nhanh rồi đấy, nhưng mà hôm nay mới có dịp được cầm trực tiếp hai sản phẩm này ở trên tay để mà đặt cạnh nhau để các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Đấy, còn đây là cái hộp để đây chỉ gọi là tượng trưng thôi. Đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy không ạ? Ok. Đầu tiên là về mặt thiết kế, cái đã thiết kế đẹp hay là xấu là tùy thuộc vào mắt mỗi người. Đấy, tuy nhiên là với bản thân mình thì mình thấy là thiết kế của Realme X sẽ đẹp hơn thiết kế của Realme Q. Nó sẽ đẹp hơn bởi những cái điểm như sau. Thứ nhất, đấy là cái phần khung viền của nó này. Thì cả hai cái chiếc điện thoại này thì nó đều hướng tới là cái khung viền nhựa, nhưng mà đều mong muốn là cái vẻ ngoài là nó sẽ giống khung viền kim loại. Thì giống nhất sẽ là cái Realme X với cái phần khung viền nhựa được mạ chrome như này. Nhìn rất là giống với kim loại luôn, nó giả thôi, giả chrome thôi, nhìn rất là giống với kim loại. Đấy, còn cái phần của Realme Q thì trông nó cũng giống kim loại đấy, nhưng mà nhìn nó không bóng bẩy được như là cái con Realme X này. Đấy, nên thành ra cái phần khung viền thì mình thấy Realme X sẽ đẹp hơn. Tiếp tục nữa là cái mặt lưng ở phía sau này. Thì Realme X nó đã không có cảm biến vân tay ở phía mặt sau lưng, mà cảm biến vân tay của nó đặt ở bên trong màn hình. Đấy, thì cái cảm biến vân tay bên trong màn hình này thì nó là một tính năng gì đó gọi là nó tân thời hơn. Rồi là cái cảm biến vân tay nó không có mà ở mặt lưng thì nhìn mặt lưng nó đỡ bị rối hơn. Còn ở phía Realme Q thì nó có 4 camera nữa, còn đặt lệch sang bên tay trái, xong rồi có cả cảm biến vân tay như thế này, nên là nhìn nó không cân đối. Đấy, và tiếp nữa là đó là về phần mặt trước. Thì cái sản phẩm Realme X này nó là một sản phẩm mà màn hình không viền bởi vì nó có camera thò thụt. Còn Realme Q thì nó là bị giọt nước. Đấy, nên là chính vì thế nên là về tổng quan thiết kế thì mình sẽ đánh giá Realme X sẽ tốt hơn. Còn về cái cảm giác cầm nắm ấy thì hai sản phẩm này cầm nắm mình đánh giá là cũng xem với nhau thôi, cầm khá là tốt bởi vì mặt lưng ở phía sau nó tương đối bo. Đấy, nhưng mà cái trọng lượng ấy thì là Realme X nó sẽ nặng hơn một chút ấy, Realme X khoảng 191g, còn Realme Q thì nó rơi khoảng 184g thôi. Thì Realme X sẽ hơi nặng hơn một chút, cũng đơn giản thôi vì Realme X là một sản phẩm màn hình lớn hơn, mà màn hình của nó là 6,53 inch thay vì 6,3 inch giống như ở trên Realme Q. Tiếp theo là về màn hình của hai sản phẩm này. Thì hai sản phẩm của chúng ta đi theo trường phái màn hình khác hoàn toàn nhau nhé. Realme X thì nó là màn hình AMOLED nên chính vì thế nó mới có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình. Còn Realme Q thì nó là màn hình IPS. Nhưng mà kính cường lực được trang bị ở trên Realme Q này thì rất đáng tiếc lại chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 3 Plus thôi. Còn kính cường lực được trang bị ở trên Realme X này thì nó thậm chí nó là kính cường lực Gorilla Glass 5 cơ. Đấy, thì cái điều đấy lại là một cái điểm cộng cho Realme X. Cái kích thước màn hình của Realme X thì nó cũng sẽ lớn hơn. Đấy, bên đấy mình cũng đã nói đấy, 6,53 inch thay vì 6,3 inch. Và nó lại còn không bị chiếm dụng diện tích ở bên trong màn hình bởi vì viền màn hình của nó rất là mỏng và nó tràn ra bên ngoài, chứ nó không bị giọt nước nên nó ít bị chiếm dụng diện tích màn hình, nên là cái khả năng hiển thị của Realme X là tốt hơn. Đấy, màn hình AMOLED ấy thì nó sẽ có thiên hướng là xem phim nó sẽ tốt hơn, màu đen sâu hơn, độ tương phản cao hơn, ra ngoài trời nắng nhìn rõ ràng hơn và tiết kiệm pin hơn. Đấy là những ưu điểm của màn hình AMOLED. Còn màn hình IPS thì nó sẽ thật màu hơn. Đấy, thì bạn thích màn hình loại nào thì cũng lựa chọn màn hình loại đó thôi, chứ mình thì cũng không quá quan trọng cái điều này. Nhưng mà cái mà mình muốn nói đây là gì? Đấy là cái tấm nền được trang bị ở trên Realme X AMOLED ấy, sẽ là tấm nền màn hình đắt tiền hơn. Đấy, mình chỉ nói đắt tiền hơn thôi, chứ không nói là cái nào đẹp hơn, bởi vì cũng tùy gu thẩm mỹ của từng người lắm. Có những người ta không thích màn hình quá rực thì người ta sẽ lựa chọn Realme Q. Chứ còn nếu mà người nào mà thích màn hình của nó có độ tương phản cao và rực rỡ hơn một chút để xem phim thì người ta sẽ lại chọn Realme X. Đấy thì cũng tùy thôi. Đấy, nhưng mà tấm nền thì là AMOLED, chắc chắn các bạn cũng biết rồi đấy, nó sẽ đắt tiền hơn. Đấy, và cái con này thì màn hình lớn hơn một tí. Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ đến với phần hiệu năng này sao. Hiệu năng này chắc là mình cũng sẽ không cần phải nói quá nhiều đâu, bởi vì hiệu năng thì chắc chắn là Realme Q sẽ ngon hơn rồi. Đấy, Realme Q là sẽ sở hữu con chip Snapdragon 712, còn Realme X thì sẽ là 710. Đấy, nói gì nói 712 nó sẽ vẫn tốt hơn khoảng 10-15% so với cả chip 710. RAM với ROM của hai sản này thì cũng đều khá là thoải mái. Thế còn về camera thì sao? Camera thì mặc dù các bạn nhìn ở đây này, Realme Q có tới 4 camera. Thì nếu mà với cá nhân mình thì nói gì nói độ đa dụng hơn thì sẽ vẫn là Realme Q. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta chỉ xét về mỗi camera chính nhá các bạn nhá,
Nếu chỉ xét về mỗi camera chính thì Realme X lại hơn đấy, chứ không phải là Realme Q đâu. Mình sẽ cho các bạn xem luôn. Ví dụ như là một bức ảnh mình chụp ảnh cái cây mà có cái quả màu đỏ như này này. Đấy, mình không biết là cây gì, bạn nào biết cây gì thì có thể feedback lại cho mình biết nhé. Thì với bức hình chụp ảnh bình thường, chụp ảnh bình thường tự động, thì cái Realme X này nó sẽ cho cái độ chi tiết tốt hơn rất nhiều. Khi mình zoom vào cái quả này thì quả nó nhìn rõ nét, mọng từng hạt một. Còn Realme Q thì nó, các hạt nó hơi hơi bị dính vào nhau, nó hơi bị vỡ một chút. Đấy. Còn khi mà mình zoom vào trong cái chỗ tán cây này, ví dụ cái tán cây thông này cũng thế này, các bạn sẽ nhìn thấy đó là cái màu sắc ở trên Realme X nó sẽ không bị mất đi quá nhiều, còn ở trên Realme Q thì nó sẽ bị mất đi. Nhưng mà cái này thì mình đánh giá là nó cũng là 1/9 1/10 thôi, 10 sẽ dành cho Realme X. Đó. Tiếp tục nữa nào. Đối với cái camera mà mình zoom lên một chút ý, thì các bạn sẽ thấy luôn, đấy là cái hạt màu đỏ này ở trên Realme X nhìn rất rõ, còn ở trên Realme Q thì nó vẫn có gì đó nó hơi bị nhiễu hạt. Còn Realme Q thì nó được cái là nó sẽ có camera góc rộng này, và có một camera chụp ảnh siêu macro nữa. Đấy thì đấy là cái điểm của nó hơn. Thế còn về chụp ảnh xóa phông thì sao? Chụp ảnh xóa phông ấy thì mình không hiểu tại sao cái Realme Q này nó chụp ảnh ra nhìn ra người nó rất là vàng, nhìn nó rất là vàng luôn. Và mình cảm thấy là cái cân bằng trắng nó hơi kém trong cái việc chụp ảnh xóa phông này, cũng như là cái xóa phông của nó mình nhìn thấy là cái viền viết các thứ nó không được đẹp bằng cái Realme này. Nên là xóa phông mình đánh giá là Realme tốt hơn. Đấy, có chăng là đa dụng hơn ấy thì sẽ là Realme Q. Thế còn chụp ảnh selfie ấy, thì mình đánh giá là hai cái sản phẩm này chụp ảnh selfie nó cũng rất là ngang nhau thôi, chẳng qua là cái nước màu các bạn thích màu ấm hơn hay là thích màu lạnh hơn thôi. Chụp ảnh selfie xóa phông lẫn chụp ảnh selfie bình thường thấy rất là giống nhau, kể cả cái phần chỗ tóc này của mình này nó bị lẹn đi là cũng lẹn y hệt như nhau luôn. Có thể là đây là do cả phần mềm cũng như là phần cứng của hai sản phẩm này nó cũng tương đối là giống nhau nữa. Nói chung là mình thấy là như này này, với camera chính và camera bổ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông chân dung thì Realme X sẽ tốt hơn, nhưng tổng thể thì đa dụng hơn thì sẽ là Realme Q. Đó, thời lượng pin thì trong quá trình mình sử dụng hai sản phẩm này thì Realme Q sẽ là tốt hơn đấy nhá. Realme Q pin 4000 nó sẽ tốt hơn khoảng 10% so với viên pin 3700 của Realme X. Đó, còn lại những yếu tố khác hai sản phẩm này rất giống nhau, như ví dụ như là đều có cổng Type-C này, đều có jack cắm tai nghe 3.5mm này. Đấy, vân vân vân. Hệ điều hành thì cũng sử dụng ColorOS, nói chung là rất giống nhau thôi, không có điểm gì là khác biệt nhau thêm cả. Còn cái chuyện cảm biến vân tay ở bên trong màn hình này thì cũng tùy từng người thôi. Nếu mà bạn thấy là cảm biến vân tay bên trong màn hình của Realme X này nó tiện hơn, với cả nó thời thượng hơn, nó tân thời hơn thì ok, các bạn lựa chọn. Còn nếu mà nhanh hơn ấy, thì mình vẫn thích cái cảm biến vân tay phía sau mặt lưng này của Realme Q hơn này. Đấy, nói chung là sản phẩm này, trong hai sản phẩm này thì sản phẩm nào nó cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng. Đó, tổng kết lại thì mình đánh giá là như này: thiết kế Realme X sẽ hơn, màn hình mình sẽ lựa chọn Realme X, nhưng mà hiệu năng thì mình sẽ lựa chọn Realme Q. Camera tổng thể đa dụng hơn sẽ là Realme Q, nhưng camera chính thì sẽ lại là Realme X. Đó, thời lượng pin thì sẽ lại là Realme Q. Đó, còn vân tay bên trong màn hình thì sẽ lại là Realme X. Sạc thì cả hai sản phẩm này đều sạc nhanh như nhau và đều có sạc 20W cả. Đó, phụ kiện cái thứ thì cũng rất là đầy đủ, nhưng mà cái cách đóng hộp này của Realme X thì nhìn nó kiểu gì nó bí hiểm hơn ấy, kiểu như vậy. Còn Realme Q đây thì có cái gì đó nó lộ hết ra ngoài rồi, kiểu như thế thôi. Nhưng thực ra là cũng tùy vào gu của mỗi người thôi. Nói chung ý là hai sản phẩm này thì mình đánh giá là 1/9 1/10. Đấy, nếu các bạn ưu tiên về hiệu năng một chút, về pin một chút, đấy, thì các bạn sẽ lựa chọn Realme Q. Còn nếu các bạn thích một cái thiết kế ưa nhìn, cũng như là một cái màn hình tương đối là đẹp khi mà chúng ta giải trí xem phim không bị khuyết tật, thì là lựa chọn Realme X. Đấy, còn trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn Realme Q hay là Realme X thì cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.